Cốt đi rằng để xem cái sạc này có vào không nào. Bỏ hết rồi. Ok, xin chào mọi người nhé, Quyết Bonito đây. Quyết với Quỳnh vừa đi mua cho Tông cái bình tưới đấy. Thế nhưng mà có những cái chỗ quán nào mà Quyết với Quỳnh biết bán đồ nông nghiệp với lại hạt giống các thứ là đi đến hết rồi. Thế nhưng mà hôm nay là không có ở đấy nó hết, người ta không còn để bán đấy mọi người. Thế là không mua được cái bình tưới cho Tông. Thế là vẫn phải để cho Tông dùng chung với nhà Antonio. Đi đến đây thì hiện tại chúng ta quan sát thấy các bạn ấy cũng phát cỏ đến khá là nhiều cái chỗ này rồi này. Mọi người trông cái chỗ này có vẻ như các bạn ấy phát buổi sáng nay này, bởi vì là cỏ trông cũng còn khá là tươi này. Mọi người trông vào cái đám xoài kia rậm rậm, bữa vừa rồi chúng ta vào là thấy rậm rậm nhá. Đi một loạt vào đây này. Đấy. Mọi người nhìn thấy này. Tất cả là sạch bong hết rồi. Đấy, má bên này là các bạn ấy phát dần lên phía bên trên kia. Rồi dọn sạch ra về phía đường. Thế xong rồi là còn phía bên này thì các bạn sẽ dọn sau này mọi người này. Đấy, phía bên này. Hết phía bên này đã. Đây mọi người nhìn thấy được tít về phía lên trên phía xa kia rồi kìa. Đi vào xem tình hình hôm nay các bạn ấy làm những cái gì ngày hôm nay, xem Tông đã gieo hạt chưa. Cái khu vực này thì cỏ nó sạch hơn này nhỉ. Tại vì là ngày trước có vẻ là dân người ta cũng canh tác ở chỗ này này. Vào bên trong này mọi người nhìn thấy đất ở đây các bạn đã cuốc lên hết rồi này, tất cả khu vực này. Và đất chỗ này nghe có vẻ tốt này nhỉ, có vẻ nó vẫn còn ẩm ẩm ấy, bởi vì là cái khu vực này là nó dưới bóng cây nhiều ấy, cho nên là khả năng đất nó cảm giác nó vẫn ẩm này. Và màu đất nó có vẻ cũng tươi hơn đấy. Có điều ở đây cái bụi rậm, cái cây bóng cây nó hơi nhiều, nên là nếu mà sau trồng thì phải xem xét là cái loại nào nó cũng không cần bota đi. Ưa nắng quá. Bota đi cho mi à. Ok. Hai anh bạn này là hai bạn chuyên cuốc đất nha mọi người nha. Hai bạn chuyên cuốc đất. Còn mấy vị phát cỏ thì hiện tại bây giờ là chỉ còn một vị thôi. Tông bên này lại đốt tích cực thế. Nay vợ Tông có vẻ không đến sao nhỉ? Bên nhà Antonio thì có vẻ im lặng vậy. Bota đi. Bota đi, bota đi. Tông ta bao à? Mulian nào ta? No. Tanh ca giả? Ô, si đa đi. Tanh ca. En la ra ta bao à? Antonio Mariano ta. Eu fui lá em casa. Tá em que aí em casa. Ela foi lá pro cozer a primeira da luz da bateria ali. É. Sim. Thế là Antonio với Maria là đi về để nắp lại cái điện năng lượng mặt trời rồi mọi người. Mình cũng đang dự tính là qua đây xong bắt đầu là mình đi về mình xem tình hình này, kiểm tra cái năng lượng mặt trời cho các bạn đi, bởi vì là các bạn bảo là mấy ngày hôm nay là cái năng lượng mặt trời nó không có sáng, bởi vì là nó không sạc vào trong bình ấy. Thì không biết là hôm mình bảo là bạn ấy mang cái bình acquy lên trên phố để sạc cái bình lại cho nó đầy lên, xong bắt đầu là đi xuống để cắm lại. Mà không biết là bây giờ là tình hình các bạn ấy làm như thế nào, có khi mình cũng phải đi vào đấy xem thế nào. Tranh thủ lúc các bạn ấy đang sửa luôn thì mình sửa, mình giúp các bạn luôn nha mọi người nhé. Oggi você se me oggi o ontem? Hoje de manhã? Ou agora? Não, de manhã. Eu não sei o que é isso também. Tenta regar mais úmido, já? Sim, tá um pouco úmido. Só do que é. Chỉ có khu trên kia là nắng tốt hơn nhỉ? Ở dưới này bóng mát. Khu này thì nó là nắng buổi trưa nhiều hơn. Nắng buổi trưa nhiều hơn. Y tenta que aroma tu do essa espaço também, nhá. Aroma, nhá. Como quando que consegui tapar do capim sítio, então fazer assim mais bom, mais do que queimar.
Sinh. Run tu tu du si tu di ala du. Asing mai bo. Đấy, bảo các bạn đi dồn lại một đống, nhưng mà các bạn đi vẫn sợ là cái bắt mèo nó ngứa lắm mọi người. Không làm được, động vào cái nào nó cũng ngứa ấy. Xem là hạt giống, hạt mầm và bên tông nó đã nảy mầm chưa nào. Cái này chắc phải đắp thêm vào đây này. Phải đắp thêm vào này. Có vẻ hạt đang nảy đây, ớt đang có vẻ đang nảy mầm đây. Có vẻ đang nảy mầm rồi. Một hạt ớt nổi vàng luôn. Mỗi lần xuống phải xem xét ngắm cái rau nhà các bạn xem thế nào mọi người ạ. Để còn biết đường mà sửa. Chứ không thì đến lúc mà nó chết đi xong rồi không biết nối nào mà lần. Mà nhìn là từ xa xa cây rau, đám rau của các bạn ấy xanh xanh, trông hay hay á. Nói chung thì chỗ rau này giờ thì tạm thời là ok rồi. Một vài tuần nữa là trồng ra được rồi. Cà chua cũng lên tốt đấy. Cà chua lên khá ok đấy, đẹp đấy. Đu đủ, hạt đu đủ các bạn ấy bây giờ lên khá là dày này. Nhiều lắm đây này, hạt đu đủ lên dày lắm này. Nhìn. Sang bên này xem rau Maria hôm qua trồng thì nó bắt đầu nó tươi lên, ngóc đầu lên rồi đây. Hôm qua có một vài cây nó bị héo héo mà. Đây này. Như cây này là phải lợi nó ra này. Nó hơi bị đất hơi tạc của họ. Đấy. Những cây ra to này thì ok hơn. Nói chung là ok rồi đấy mọi người ạ. Dưa chuột đây cũng đang chuẩn bị lên này, đang nảy mầm này. Đi, thế thì vợ chồng Antonio đang ở nhà thì mình đi về đi qua đây xem. Nắp luôn cái chỉnh xem là cái đi qua đây xem luôn cái năng lượng mặt trời các bạn như thế nào nha mọi người nhé. Trông nghe có vẻ thiếu năng lượng mặt trời, vất vả quá. Đi nào. Đi nào. Como? Então vamos voltar nào. Boa tarde, sim. Đây ông đi, xin vuông tay ca ra nào. Maria. Maria Tala nè, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tony, ôi giời, Tony ơi. Mấy đứa trẻ con đang đi sang đất mới đấy, nhưng mà bố mẹ đang ở nhà mà. Vamos, vamos de poague, y do carro. Maxi ơi. Chama quem? Para quê? Chama para quê? Đi nào. Đây là mấy đứa trẻ con đi sang đất mới để gọi làm gì không biết. Đấy, mọi người ở trên cái đất, ở chỗ cái đường kia nó có cái gờ cao này, xe thấp lên sập với này cái chỗ. Tony ơi, đứng dậy. Đứng dậy. Bẩn. Đây, với cái chỗ này đất nó sạc các bạn ấy mới quốc này. Rãnh này, cho nên là xe nó bị ấy, nó không lên được. Nào bình cà tô hả sinh, mũi tù su dù. Ở đây người dân người ta cũng đang bắt đầu người ta phát cỏ hết rồi đây này mọi người này. Dân làng người ta đang bắt đầu người ta đi phát cỏ rồi. Bỏ ta đi. Bên này như thế này, phát cỏ. Nói chung đường vào nhà bạn ấy, cái chỗ này thì thoáng, giờ thoáng sạch đẹp rồi. Onde? Lá no terreno. Ah, eu já fui lá. Sim, eu fui lá. Sim, vamos depois, vamos andar com carro, já? Maria também vai. Já. Nós todos vamos ir. E tudo para quê? Não, não ir nós todos. Ok. E
Dạ, thì Tony tâm vậy. Phát tin lẻ lê lê. 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 Mùa này là hoa hoa bông gòn nó rụng đầy này. Chết này. Hoa bông gòn rụng nhiều nhỉ. Phát tin lẻ lê lê. Phát tin lẻ lê lê. Bao ta đi. Cái gì? Nè 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 nè. Nè 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 nè, khỏe không? Khỏe không? Maria Taboa, Don Di Antonio. Ra ra intro. Ra intro nè. Lui ra intro. À được rồi thế. Ta. Ta. Được rồi. Nó vào là được rồi. Đấy, các vị dùng nó bị quá mấy hôm rồi nó không nắng này. Mấy hôm rồi nó không nắng thì xong là bình nó hết này. Bình nó hết thì xong rồi là nó cũng sạc vào chứ làm sao. Ra tay anh ra bên. Là con đi tập gì sẽ depois vào baixar. Não, assim para que usa. Mas só bateria chega só assim aqui. Tá bom, não faz nada assim. Nói chung là hôm vừa rồi là do nó không có nắng, xong là các bạn ấy dùng nó quá, xong nó hết bình ấy mọi người. Mà cái bình này bây giờ nó cũng hơi bị yếu ấy. Thế cho nên là bữa rồi là mất điện mất 2 hôm. Mất 2 hôm mà nghe có vẻ là hốt hoảng lắm, chạy lên nhà bác sĩ sạc đủ các loại Karega, Muitu Nakaza, Aminakaza. Muita coisa. Muita coisa. Até já não tava ficar mais fácil de carregar outra coisa. Vào. Có vẻ điện vào có vẻ hơi bị yếu nhỉ. Có 11V mà trong khi nắng như thế, khả năng cái dây này nó kém rồi, điện trở nó kém, nó vào nó, cái dây nó kém nó tăng điện trở cho nên là điện vào hơi yếu thôi. Tá bom assim. Yeah. Pode usar. Não, mete aqui direito agora mesmo, porque tudo já entra aqui, você já usa aqui, entendeu, né? Não, estou falando aquele acumulador para carregar aquela lanterna grande. Pode? Pode. Pode. Bom, mas que usa essa, né? Está entrando, né? E agora aquela ali não entra. Como? Aquela lanterna ali não entra. Assim, pode usar aqui também, não faz mal. Também... Mete direito aqui, não faz mal. Mas também ficou, tá em casa, tá contigo. Ah, a lanterna. Tá, tá. E tudo coisa pode carregar aqui, tá? Pode já, để xem cái sạc này có vào không nào. Rồi, hết rồi. Dạ, ta hẹn trai. Dạ. Dạ, được. Thanh mai outro, pode carregar. Dạ. Depois vamos comprar outro novo, meter aqui. Não faz mal. Pode ser essa da fraca, né? Não, né? É mesmo. Essa aqui tem lá essa aqui. Essa aqui tá preta. Ok. Essa aqui tá bom. Tại vì cái dây này, bữa trước mình mua cái dây xịn không có, mọi người. Cho nên là cái dây này, cái điện trở của cái dây này nó cũng kém. Limpa ali, né? Tam bền ra. Chào, đi nha. Ông đã dùng. Ok.
Tạm thời thế, biết vậy, ok nhá. Lu, Lu ta bo Lu. Lu ơi, ta cô cô được ăn đi nha này. Tony, tira un poco du terra mete aquí. Nào, mete un poco du terra seca. Mete aquí, dạ. Gà nó dở ra đây mà mấy đứa trẻ con ngồi chơi. Tắp đi đủ đi nha, Tony. Dạ, ok. Sân vườn sạch sẽ. Nào, mete đi. Có đúng cái chỗ ngồi này thì bị dính đạn của gà. Ok. Ông cười cái gì? Bonita này. Canh transa. Tati ơi, quay ra đây nào. Hả? Canh. Apresentana camera. Apresentana camera. Fati. Bonita ấy. Rồi. Làm sao? Xin chào mọi người. À Quỳnh, này vào bốc cơm ăn à? Này vào bốc cơm ăn. Hả? Xin chào mọi người nha. Này vào bốc cơm ăn. Ừ. Gà kìa. Ừ, rồi, xin cháu gái. Hơi bị xấu hổ. Cabello bonita, ô gì. Em ăn à, tran sắn. Gà, mọi người trông gà này. Gà. Cú. Chúng mấy con gà trống thuộc diện to đấy nhá. Đấy, tổng số gà nhà Antonio đấy. Ba mươi mấy con cơ mà. Nhưng mà trong này chắc là có cả gà hàng xóm. Ừ. Ôi. Yeah. Hôm trước bắt gà bảo thịt gà mà cuối cùng có thịt đâu. Con này. Tại vì cũng có thịt gà kia rồi, cũng có thịt gà các bạn đã mua về rồi. Không có khách thế đúng không? Ừ. Đi nào. Tôi bây giờ lại cùng các bạn ấy đi ra đất mới nhé mọi người nha. Thì nhìn là do cái bình này nó yếu thôi, nó do cái yếu cái bình thôi cho nên là sạc vào là nó lại đầy lên. Thế nhưng mà vẫn phải đi mua bình khác nữa. Ui giời quả đu đủ to thế, cắt đi. Xinh. Đu đủ to nhỉ. Ăn tầm này nó mới giòn này. Đi, vào mua ra. Chắc là trẻ con sẽ ở nhà thôi, vì phải có người trông nhà đúng không? Ừ, đi à. Bắt được một tên trộm ở đây mọi người. Tranh thủ, nào đi nào, Vamuja. Em. Mỗi ngày đi xuống đây nè. Dạ. Maria bảo củ đậu bây giờ đang ngọt lắm. Mỗi ngày đi xuống này là cứ đi qua đào một củ nữa được rồi. Cháu là Maxi xinh gái. Đúng rồi. Nhưng mà củ đậu hiện tượng nó đang có kiến thứ nó ăn vào đây này nhỉ. Ồ, em xem nào. À, một xíu xíu đây hả? Đấy, thấy mình đào cũng vào đào, có hơn kém miếng nào đâu. Không kém miếng nào đâu mọi người à. Maxi không đào à? Maxi không ăn à? Maxi đợi của Maxi. Thế đi nhá.